Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một nội dung mới. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là một chiếc âm ly thưa quý vị. Thì tôi cũng mời quý vị xem sơ qua. Đây là chiếc âm ly Onkyo. Và chiếc âm ly này chạy điện 110 nha quý vị. Đây, tôi đã rất cẩn thận ghi điện 110. Và phía sau của chiếc âm ly này cũng khá là nhiều cổng hỗ trợ luôn và bây giờ thì quay lại vấn đề chính của video ngày hôm nay đây là chiếc âm ly Onkyo chạy điện 110 Đấy. và đã bị cắm nhầm điện 220 thưa quý vị mặc dù là tôi đã rất cẩn thận ghi chữ điện 110 rất to ở trên lưng tuy nhiên là cậu em của tôi thì vẫn cắm nhầm và tại phần phích cắm này tôi cũng ghi điện 110 mà không hiểu sao vẫn cắm nhầm được À, thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để khắc phục và sửa chiếc âm ly này. Đấy. thì à, bây giờ trước tiên là tôi sẽ tháo nó ra đã. Đấy, rồi thì quý vị tôi sẽ mở phần nắp này ra. Ồ. À, đây là phía bên à, trong của chiếc âm ly. Vâng và sau khi tháo à, phần à, nắp đậy ra thì đây là phía bên trong của chiếc âm ly Mời quý vị xem qua một số cái linh kiện à, Tôi thấy khá là nhiều linh kiện Âm ly này nghe cũng khá là chất lượng nha quý vị Rồi và bây giờ thì tôi sẽ đi tìm xem là nguyên nhân nó bị làm sao Thì với những chiếc âm ly mà chạy điện 110 như thế này Thì thông thường nó sẽ có một cái cầu trì nha quý vị Thì trước tiên là tôi sẽ kiểm tra phần cầu trì phần cầu chì nó nằm ở góc này, tôi sẽ lật phần dài lên. ô oh, đây rồi thưa quý vị. À, như vậy thì à, bằng trực quan mà tôi thấy, đó chính là chiếc cầu chì đã bị à, cháy đen rồi thưa quý vị. đây này. đây là vị trí chiếc cầu chì nhé. bây giờ thì tôi sẽ lấy chiếc cầu chì này ra. đây rồi thưa quý vị. Uh, nhiều quý vị nhìn thấy rằng là nó đã bị uh, uh, đen đen ở cái phần uh, bên trong rồi chứng tỏ là cầu chì này đã bị đứt. Đấy. Uh, rất may rằng là cái âm ly này đang còn cái cầu chì zin nhé cho nên là nó bị đứt như này chứ nếu như mà cầu chì này mà bị nối tắt thì có khi là cái âm ly này đã bị hư nặng hơn và sâu hơn rồi. Rồi thì tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị rằng là thông số của chiếc cầu trì này đó chính là 125V 1,6A Rồi thì bây giờ tôi cũng sẽ có hai phương án xử lý Thì phương án thứ nhất là tôi sẽ dùng một sợi dây đồng như này để tôi đấu vào thay cho cầu trì Đấy Thì um, phương án thứ hai là tôi sẽ tìm một chiếc cầu trì như thế này để tôi thay vào đấy thì đầu tiên là tôi sẽ dùng một phương án đấu thử xem là thế nào nhé đây là sợi dây đồng mà sau khi tôi đã xoắn lại thì bây giờ tôi sẽ gắn vô đây đây thì tôi sẽ quay sát lại cho quý vị xem đây là phần dây đồng mà tôi đã gắn vào hai đầu cầu chì và tôi cũng sẽ gắn chiếc cầu chì đã bị hỏng vào để cho nó giữ chặt cái sợi dây đồng rồi sau khi đấu tắt cầu chì bằng sợi dây đồng và cấp điện 110 Thì bây giờ tôi sẽ bật thử xem thế nào nhé Ô thưa quý vị như vậy là đèn nguồn đã sáng Thì bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên Vâng và đèn phần CD này cũng đã sáng Thì tôi sẽ chuyển kênh MD này Tuner này, Và tập e rồi như vậy thì tôi cũng vừa mới xác định được là chiếc âm ly này bị hư do bị đứt cầu trì. Và tôi cũng đã đấu thử rồi. Tuy nhiên, với cách đấu tắt này của tôi thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì là nếu như mà lần sau mà vô tình một lúc nào đấy mà quý vị mà cắm nhầm điện 220 thì nó sẽ hư đến toàn bộ phần bên trong là do cầu trì này không được cắt nữa. Và đây cũng là phương án thứ nhất của tôi. Còn phương án thứ hai tôi sẽ trình bày ngay sau đây đó chính là tôi sẽ thay một cầu chì với giá trị tương đương và cầu chì này lấy ở đâu thì đây thưa quý vị tôi lấy trong này ra đây cũng là một bộ nguồn của một chiếc đầu đầu băng đầu từ ngày xưa nha quý vị thì cái phần này thì hôm trước tôi cũng đã tháo ở trong một cái video rồi quý vị có thể tìm ở trên kênh để thấy thì cái bộ nguồn này nó có một chiếc cầu chì ở đây thì bây giờ tôi sẽ tháo cái phần cầu chì này ra xem là chỉ số của nó như thế nào nhé. Rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra cái thông số. Và đây rồi thưa quý vị. Đấy, số vôn là 125 V và 2A. Ok, như vậy thì chiếc cầu chì này rất thích hợp để thay thế vào chiếc âm ly này thì bây giờ tôi cũng sẽ thay sang luôn thì đầu tiên thì tôi cũng sẽ gỡ bỏ chiếc cầu chì cũ ra và tôi cũng sẽ gỡ cái phần dây mà hồi nãy tôi cầu tắt ra Vâng và đây là chiếc cầu chì 125V tôi vừa mới thay vào và tôi cũng vừa mới cấp nguồn điện 110 xong thì một lần nữa tôi sẽ lại bật thử lên xem như thế nào nhé đây rồi thưa quý vị như vậy là đèn nguồn đã sáng và tôi sẽ bật nguồn lên đấy đèn cd đã sáng và tôi sẽ chuyển thử vâng md tuner và vâng rất là may là chỉ bị đứt câu trì thôi và bây giờ đã hoạt động ngon lành rồi thì rất tiếc là bây giờ cũng đã là gần 12 giờ rồi chứ không thì tôi cũng sẽ kết nối với cặp loa và đánh thử cho quý vị xem Và như quý vị thấy tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị cách tìm chiếc cầu trì này đó chính là chúng ta sẽ tìm nó ở trong các cái nguồn của đầu nhật mà cũng chạy 110 thì thông thường nó sẽ có một cái cầu trì ở góc ở trên mạch chúng ta rất dễ lấy để thay Tuy nhiên là có một số vị sẽ thắc mắc là Nếu như tôi mà không có cái bộ nguồn mà tìm được cái cầu trì này thì sao? thì quý vị có thể ra các cái hàng mà bán linh kiện điện tử quý vị hỏi để mua một chiếc cầu chì là cho thiết bị 110 thì khi mà họ bán thì quý vị hãy chú ý rằng là chúng ta phải kiểm tra nhé cái này 125V còn bao nhiêu A cũng được nhất định phải là 125V thì nó mới ngắt khi mà chúng ta cắm nhầm điện 220 Vâng thì bây giờ tôi sẽ quay sơ qua một chút về cái âm ly này và cặp loa sau khi mà ghép với nhau thì trông nó sẽ như thế này Đấy. đây là chiều sâu của âm ly này khá là dài tôi chưa đấu dây Đấy. và bây giờ thì tôi sẽ bật chiếc âm ly này lên cho quý vị xem vâng và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi